Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Sau 5 ngày kể từ khi Bằng cho đăng tải video trả lời các câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp, đã có hơn 400 bạn liên lạc với Bằng qua Facebook cũng như là qua YouTube. Các bạn đặt rất là nhiều câu hỏi và cũng có rất là nhiều thắc mắc và nó có vô số trường hợp xảy ra. Nhưng mà trong video số 1, Bằng đã chia sẻ cho các bạn cũng rất là nhiều câu hỏi và rất là nhiều hướng để giải quyết. Nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được cho các bạn. Bởi vì thế mà hôm nay Bằng tiếp tục làm thêm một cái video nữa, cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp phần 2. Trong video này Bằng sẽ nói đến những câu hỏi mà trong phần 1 chúng ta chưa có, để giải đáp các thắc mắc cho các bạn và chúng ta chuẩn bị gặp phải khi chúng ta xin tiền thất nghiệp. Và nếu mà bạn nào chúng ta chưa xem video phần 1 thì các bạn hãy xem dưới phần thông tin của video này, Bằng sẽ đính kèm cái link của video phần 1 trả lời các câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp. Và nếu bạn nào chúng ta đã xem video phần 1 rồi mà cái trường hợp của chúng ta không nằm trong đó thì chúng ta hãy tiếp tục xem video phần 2. Thì trong video này Bằng giải đáp cũng rất là nhiều câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp mà trong phần 1 không có. Bây giờ mời các bạn cùng với Bằng chúng ta hãy tìm hiểu những câu hỏi đó là gì. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi liên quan đến tiền thất nghiệp phần 2. Câu hỏi số 1, chị không nhận được EDD Debit Card, chị phải làm sao? Thì xin trả lời với chị, đầu tiên do số lượng người xin tiền thất nghiệp hiện tại rất là đông. Theo như thông báo mới nhất từ EDD vào ngày 16 tháng 4 thì đã có hơn 2,7 triệu cái đơn xin tiền thất nghiệp. Bởi vì thế nếu như cái thẻ EDD Debit Card nó được gửi về trễ hơn 10 ngày thì chị cố gắng đợi. Và nếu như mà quá 30 ngày kể từ khi cái Certified for Benefit đầu tiên của chị được pay mà chị vẫn không nhận được cái thẻ thì chị hãy gọi đến số phone này để kiểm tra xem coi cái thẻ của chị có bị thất lạc hay không. Câu hỏi số 2, anh đã nhận được tiền thất nghiệp 127 đô một tuần nhưng anh không nhận được 600 đô như em nói. Thì xin trả lời với anh như vậy, đầu tiên anh cần phải vào phần Claim History ở trên EDD Online để kiểm tra cái Certified for Benefit mới nhất của anh cho cái tuần 29 tháng 3 cho đến 11 tháng 4 đã được chấp thuận chưa. Và thứ hai, nếu như cái Certified for Benefit trong cái Claim History đã pay mà anh không nhận được 600 đô thì lúc đó anh cần phải dùng cái Ask EDD để khiếu nại và hỏi cái lý do tại sao anh không được nhận, cũng như là anh có thể gọi phone cho EDD để hỏi lý do tại sao anh không được nhận 600 đô này. Thì EDD họ sẽ có một cái giải thích cho anh thỏa đáng là lý do tại sao anh không được nhận. Câu hỏi số 3, anh đã được nhận 689 đô một tuần, trong đó có 89 đô là tiền thất nghiệp và 600 đô là tiền BUA. Vậy anh có cần làm gì nữa hay không? Hay là tiền tự động được gửi vào trong cái debit card của anh? Thì xin trả lời với anh như sau. Anh cần phải làm Certified for Benefit 2 tuần một lần. Và nếu như anh không làm điều này, tiền thất nghiệp cũng như tiền BUA của anh cũng sẽ không được trả nữa. Và anh sẽ nhìn thấy cái thông báo này trên EDD Online của anh khi anh vừa mới đăng nhập vào. Họ sẽ yêu cầu anh làm Certified for Benefit cho những cái tuần tiếp theo nếu như mà lúc đó họ đã sẵn sàng cho anh làm. Câu hỏi số 4, anh làm Certified for Benefit bằng giấy và gửi đi có được không? Thì xin trả lời với anh là được, nhưng mà rất khó kiểm tra là EDD họ đã nhận được chưa. Nên là tốt nhất Bằng khuyên anh nên làm trên EDD Online. Nếu như anh không rành máy tính, anh có thể nhờ con cái hoặc là những người bạn mà chúng ta rành máy tính hơn làm giúp anh trên online. Bởi vì khi anh làm trên online, chúng ta sẽ nhìn được cái status của cái Certified for Benefit của anh. Nó đang được xử lý hay là nó đã được chấp thuận. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Card Shop là cái gì? Có cần phải làm cái này hay không? Thì Bằng xin trả lời như vậy. Card Shop là nơi lưu trữ thông tin về kinh nghiệm làm việc cũng như là cung cấp cho chúng ta cái cơ hội được làm việc đúng với chuyên môn của chúng ta và cũng cung cấp cho những công ty đang đi tìm những nhân viên phù hợp với yêu cầu của họ thì cái trang web này nó thuộc EDD. Và bạn cần phải hoàn tất cái thông tin trên CardShop trong vòng 21 ngày kể từ khi bạn nhận được payment đầu tiên cho cái tiền thất nghiệp. Cái thư CardShop được sẽ gửi về chung với cái thẻ EDD Debit Card. Và nếu như các bạn không làm cái CardShop này trong vòng 21 ngày kể từ khi bạn nhận cái tiền thất nghiệp, bạn sẽ được một cái warning từ EDD. Và nếu như bạn không làm hoàn tất cái CardShop, cái tiền thất nghiệp của bạn có thể sẽ bị ngừng lại. Câu hỏi số 6, chị làm hai job. Một job thì chị đã nghỉ do cái dịch bệnh Covid-19, còn một job thì chị vẫn còn đang đi làm. Thì chị có được xin tiền thất nghiệp hay không? Thì xin trả lời với chị là được. Vì khi chị nộp đơn cho EDD, họ sẽ xem xét với cái thu nhập còn lại của cái job mà chị đang làm đó, nó có đủ đáp ứng điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp hay không. Và nếu như trong trường hợp chị không được nhận tiền thất nghiệp thì chị cũng sẽ được nhận tiền BUA là 600 đô một tuần. Thì cái tiền này nó sẽ bắt đầu có từ ngày 28 tháng 4. Nên là bây giờ thì vẫn chưa nhận được. Câu hỏi số 7, trợ cấp thất nghiệp có phải là gánh nặng xã hội hay không? Và nó có ảnh hưởng gì đến gia hạn thẻ xanh sau này hay không? Thì xin trả lời với các bạn như vậy. Trợ cấp thất nghiệp là tiền của tiểu bang cho các bạn. Và cái tiền này là do các bạn đã đóng
khi các bạn đi làm trong những tháng trước đó. Bởi vì những bạn nào chúng ta làm W2 đó, thì khi chúng ta nhận cái check, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã bị trừ rất nhiều tiền. Thì trong đó có một phần là tiền thất nghiệp. Thì cái tiền này để chúng ta sử dụng khi chúng ta bị thất nghiệp. Đây không phải là gánh nặng xã hội. Và cái PUA nó cũng không phải là một gánh nặng xã hội. Bởi vì cái tiền PUA $600 một tuần á, nó được lấy ra từ gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ. Mà chính phủ đã giúp cho bạn vượt qua cái khó khăn này. Hy vọng với số tiền này bạn sẽ tuân thủ theo quy định của chính phủ là stay home và stay safe để bảo đảm an toàn và để giúp cho chính phủ mau kiểm soát lại cái dịch bệnh này. Câu hỏi số 8. Chị đang làm chủ tiệm. Tiệm của chị bị đóng bởi vì dịch bệnh virus corona. Thì chị có được xin tiền thất nghiệp hay không? Thì Bằng xin trả lời với chị như vậy. Chủ tiệm thì cũng phải trả tiền nhà và chủ tiệm cũng phải đóng thuế như bình thường. Nên là chị vẫn được quyền xin tiền thất nghiệp. Chị cứ nộp đơn xin tiền thất nghiệp với EDD, họ sẽ xem xét cho chị là với trường hợp của chị sẽ được nhận tiền thất nghiệp hay là tiền PUA. Thì cái đó chị phải nộp đơn, chị mới biết rõ được cái trường hợp của chị như thế nào. Câu hỏi số 9. Anh nhận 1099 đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp nhưng chỉ được 0 đồng. Vậy anh có được nhận $600 một tuần hay không? Những trường hợp chúng ta làm 1099 và chúng ta đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp mà chúng ta nhận 0 đồng là điều bình thường. Bởi vì hiện tại bây giờ EDD họ thông báo vào ngày 16 tháng 4 thì tới ngày 28 tháng 4 họ mới bắt đầu xem xét tới những trường hợp nhận 1099 và những trường hợp không đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp, nên là chúng ta cần phải đợi. Câu hỏi số 10. Tôi nhận 1099 và đã nộp đơn rồi thì đến ngày 28 tháng 4 tôi có cần phải làm lại hay không? Hay có cần bổ sung bất cứ vấn đề gì hay không? Thì theo như thông báo trước đó vào ngày 16 tháng 4, EDD họ chỉ thông báo rằng là họ sẽ xem xét cái trường hợp này vào ngày 28 tháng 4, nhưng vẫn chưa đưa ra một cái hướng dẫn nào hết về cái việc có cần phải nộp thêm giấy tờ gì hay không? Hay là có phải bổ sung thêm gì hay không? Hay là cần phải làm lại cái đơn hay không? Nhưng mà nếu mà có thì Bằng Võ sẽ ra một cái video hướng dẫn cho các bạn ngay. Nhưng tốt nhất từ bây giờ các bạn nên chuẩn bị những cái giấy tờ sau. Thứ nhất là cái giấy khai thuế năm 2019 cho 1099, cũng như là những cái giấy tờ để chứng minh về cái việc làm và nơi các bạn đang làm việc. Rất có thể là EDD họ sẽ yêu cầu cái này để xác minh cái việc làm của các bạn trong năm 2019. Câu hỏi số 11. Tôi đã nghỉ làm 4 tháng, bây giờ tôi có thể nộp đơn xin tiền thất nghiệp hay không? Thì xin trả lời với bạn như vậy là các bạn được quyền xin tiền thất nghiệp, nhưng mà EDD họ sẽ xem xét coi là bạn có đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp hay không. Bởi vì EDD họ xem xét đến 18 tháng trong quá khứ của bạn, nên là bạn cứ nộp đơn bình thường và EDD họ sẽ trả lời cho các bạn là đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Câu hỏi số 12. Tôi nghỉ việc từ ngày 15 tháng 3, nhưng cho đến ngày 28 tháng 3 tôi mới nộp đơn xin tiền thất nghiệp và ngày 5 tháng 4 thì tôi được đồng ý được nhận tiền thất nghiệp. Nhưng EDD không có trả tiền cho tôi từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 28 tháng 3. Thì làm sao các bạn có thể nhận được tiền này? Thì các bạn có hai cách. Một là các bạn gọi cho EDD với số điện thoại Bằng đã ghi trên màn hình. Thứ hai là các bạn dùng Ask EDD để hỏi lý do tại sao các bạn không được trả tiền của ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 28 tháng 3. Nếu như các bạn hỏi và EDD họ xem xét lại và các bạn đủ điều kiện để được nhận cái tiền trong 2 tuần trước đó, thì EDD họ sẽ cập nhật cái tiền đó vào trong cái phần claim history cho các bạn, nên các bạn yên tâm. Và nếu như các bạn gửi cho EDD mà họ không chấp thuận, họ cũng sẽ cho các bạn biết lý do tại sao họ không trả tiền 2 tuần đó cho các bạn. Và đây chính là những câu hỏi mà Bằng tổng hợp lại được trong 5 ngày vừa qua do hơn 400 bạn gửi về đặt những câu hỏi cũng như là những thắc mắc. Và Bằng xin được chia sẻ những điều này đến cho các bạn. Nếu chúng ta đang nằm trong trường hợp này thì chúng ta có cách để xử lý. Và nếu như những câu hỏi và những thắc mắc của các bạn không nằm trong video này cũng như là video số 1 thì các bạn hãy liên lạc với Bằng. Có thể để dưới phần bình luận của YouTube hoặc có thể liên lạc với Bằng qua Facebook để Bằng có thể giúp các bạn cũng như là chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, share và subscribe. Và chúc các bạn có một ngày tốt lành.